cái công thức làm bánh lăng nha mọi người. Cách làm thì rất là đơn giản và bánh không có bị rỗ luôn. Thì mình sẽ sử dụng là 16 quả trứng gà, thì 8 lòng đỏ và 8 lòng trắng, vừa lòng trắng lòng đỏ mình lấy luôn nha mọi người. Và 600g sữa đặc, 600g nước đun sôi, 1 lít sữa tươi không đường, một chút xíu vani. Đó, thì đây là cái lòng đỏ. Lòng đỏ không á mọi người, 8 cái lòng đỏ mình sẽ để riêng, mình đánh ra như thế này nè. Mình đánh cho nó tan ra hết. Cái công thức này làm thì mình không cần phải đánh nhẹ nhàng đâu. Mình đánh như thế nào cũng được, miễn là cái trứng của mình nó tan đều là được nha mọi người. Và 8 cái quả trứng mình lấy hết lòng đỏ, lòng trắng luôn nha mọi người. Rồi mình đánh riêng hai loại này. Tổng cộng là 16 quả trứng gà. Rồi mình sẽ cho cái lòng đỏ, mà 8 cái lòng đỏ mà mình đánh rồi á, mình sẽ cho vô cái trứng mà có lòng đỏ lòng trắng á. Mình lấy hai cái này mình sẽ đánh cho nó đều lại với nhau nha mọi người. Có tất cả là 16 quả trứng gà nha mọi người. Có rất nhiều cách làm, nhưng mà cái cách làm này á thì em làm em thấy ổn, và em làm từ xưa giờ em kinh doanh em đều làm theo cách này, và trứng bánh lăng ra rất là ngon luôn, mọi người đều khen nha mọi người. Nên là em chia sẻ với mọi người cái công thức này để mình cùng làm và mình cùng kinh doanh nha. Sau khi mà mình đánh cho tan rồi á, trứng của mình nó tan đều rồi đó, thì mình sẽ lọc ra nha mọi người. Rồi mình sẽ nấu 600g nước sôi. Mình nấu nước thiệt là sôi, và mình sẽ cho 600g sữa đặc vô. Cái nước sôi này mình sẽ quậy cho tan ra nha mọi người. Cái này là chủ yếu mà mình để cho cái nước sôi với lại sữa đặc nó hòa thì nó chín đó mọi người. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho 1 lít sữa tươi vào nha mọi người. Sữa tươi không đường thì nó có cái độ béo nhiều hơn ha. Rồi mình cho vào luôn. Lúc này là mình tắt bếp nha mọi người. Mình đổ nước sôi. Nước sôi xong mình cho sữa đặc vô. Rồi mình quậy cho tan sữa đặc với lại nước sôi. Sau đó mình tắt bếp. Mình cho tiếp cái sữa tươi vào nha mọi người. Rồi mình quậy đều cho ba cái hỗn hợp này nó đều. Rồi mình sẽ lọc trứng thêm một lần nữa. Thì mình lúc này là mình lọc vô cái phần sữa mà mình đã nấu á mọi người. Mình lọc vô một lần nữa nha. Đó. Mình lọc trứng cho vô cái phần sữa nha. Thì nếu mà mọi người có vani nước á thì mình sẽ dùng vani nước, còn không thì mình dùng cái vani ống cũng được nha mọi người. Dùng vani ống cũng được, nó cũng thơm, rất là thơm luôn. Và sau khi mà mình đánh đều tất cả cái trứng sữa lại và mình lọc lại một lần nữa, thì cái sữa hỗn hợp sữa trứng này á mọi người cho vào ngăn mát tủ lạnh nha mọi người. Thì mình sẽ cho khoảng là ít nhất là 2 giờ đồng hồ trong ngăn mát tủ lạnh thì mình mới hấp nha mọi người. Em thông thường em làm tối khoảng 12 giờ em làm, thì qua ngày hôm sau là em hấp vẫn rất là ngon và ok lắm. Thì mình sẽ sử dụng là 200g đường. Thì mình sẽ thắng caramel nha mọi người. Thì caramel này nó có hai cách thắng. Mọi người có thể cho thêm 200g nước, 100g, 150g nước và 200g đường cũng được. Còn nếu mà mình muốn cái caramel của mình nó kẹo và nó ngon á, thì mình sử dụng là 200g đường và mình không cho cần nước nha mọi người. Khi mình thắng mình thấy nó ngả cái màu cánh gián như thế này nè, thì mình sẽ cho một chút xíu cái là chanh nha mọi người. Mình cho chanh á, thì nó có tác dụng á, là nó sẽ không có lại đường. Mọi người á, mấy chị mà mới làm á, thì khi mà làm á, mọi người cho nhớ cho một chút xíu chanh thì nó sẽ không có lại đường và nó ngon, nó không có bị cứng á. Rồi mình sẽ chia ra từng hũ như thế này.
Và mình sẽ lấy cái bánh hỗn hợp trứng sữa từ trong ngăn mát tủ lạnh ra. Nhớ là phải bỏ trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 2 giờ đồng hồ. Mình có thể bỏ qua đêm cũng được nha mọi người. Mình có thể tối mình làm, sáng mình đem ra mình hấp, bánh cũng khá là ngon. Còn nếu không có không có thời gian mà mình muốn làm nhanh á, thì mình bỏ vô cái ngăn mát tủ lạnh là ít nhất 2 giờ đồng hồ, để cho cái khi mà bánh mình ra hấp á, nó sẽ ngon. Đó, mình cho ra khuôn rồi thì mình sẽ chuẩn bị đi hấp. Đối với những bạn mà mới làm á, thì mấy bạn nên nước đỏ, khi mà mình nấu nước sôi á, mình cho bánh vô mình hấp thì mình bỏ ở trên cái sửng một cái khăn. Nhưng em làm quen thì em không cần bỏ, nhưng mọi người mà mình mới làm á thì mình sẽ bỏ cái khăn lên. Mình bỏ khăn lên mặt bánh luôn như thế này nè, rồi mình đậy nắp lại để cho nước nó không bị đọng lại á. Rồi mình để nhiệt độ là trung bình nha mọi người. Lửa ga hay là bếp điện gì cũng vậy, mình để trung bình nha. Rồi mình hấp. Thì đối với bánh lăng mà mình hấp thì thông thường là 30 phút nha mọi người. Đó là bánh sau khi hấp xong rất là mịn luôn và không có bị rỗ nha mọi người. Đây là công thức kinh doanh và muốn làm để chia sẻ với mọi người, để mọi người cùng làm với em á. Caramel khi mà mình không cho nước thì nó sẽ đậm đặc và cái màu nó cũng đẹp và ăn nó ngon. Còn nếu mà mình muốn tiết kiệm kinh tế á, thì mọi người có thể là mình cho thêm một ít nước nha. 200g đường thì là 150g nước nha. Thì mình sẽ thắng caramel khi nào có màu đẹp rồi thì mình cho một chút xíu chanh thì nó sẽ không có lại đường. Và đây là thành phẩm. Rất là vui khi chia sẻ được nhiều món ngon tới mọi người. Xem clip em nếu mà hay á, thì yêu thương em, nhớ like kênh của em nè, share kênh của em cho nhiều bạn cùng biết. Trong những cái clip mà em chia sẻ là cũng có khá nhiều bạn đã làm và thành kinh doanh rất là thành công, cho nên đó cũng là một cái động lực để em có thể ra thêm nhiều món. Những cái clip em chia sẻ đều là những món mà giúp mấy bạn có thể kinh doanh nhỏ vừa và cũng là cái nền tảng giúp cho những bạn có thể là làm cái nền tảng để mình có thể có động lực để mình phát triển và mình kinh doanh, mình thêm những cái món vào những cái menu trong quán của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bánh lăng thì mình ăn với cái gì cũng được mọi người, ví dụ như mình ăn với nước cốt dừa nè, hoặc là mọi người bán với lại trà ngọc thạch đi, kết hợp trà ngọc thạch thì mình có thể sử dụng công thức nước cốt dừa chung của em để mà mình kinh doanh cái món bánh lăng này cũng khá là ngon luôn á.